trả lời. Nhận tin thế hồ cùng vui, không còn đợi nghi ngờ người. À chị ơi. Con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một đàn ở trong rừng, kiếm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị hồng để sao cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị hồng theo sao cuốn bay về đây hương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này thôi, này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng khăn piêu đây. Ơi có phải tâm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối mối duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin tôi hồ cùng gió không còn đây đợi người. Con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, kiếm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị hồng để sao cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị hồng theo sao cuốn bay về đây hương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này thôi, này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn piêu đây. Ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối mối duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi bâng rừng núi sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người. Nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị hồng để sao cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị hồng theo sao cuốn bay về đây hương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này thôi, này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn piêu đây. À ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối mối duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi bâng rừng núi